Xin chào anh em. Vào một buổi sáng sớm, mình lại tiếp tục đi rừng để thăm cái bẫy mà hôm qua mình có đặt ngay ở bên cạnh cái em sóc kia nhé. Và giờ mình đang trên đường đi và mình sẽ quay một đoạn trong quãng đường mình đi. Sau một trận mưa to thì nước vẫn còn chảy nhé. Và mình sốt ruột lắm rồi. Và sáng hôm nay mình cố để đi thăm cái bẫy của mình. Và mình sẽ đưa anh em đi suốt cái quãng đường để cùng mình đi thăm những cái bẫy nhé. Lên đường thôi. Trời, vừa mưa xong đường rất là trơn anh em ạ. Nó đã bị sói đi. Mốc mô rất là nhiều. Từ nhà đi đến khu vực để thăm bẫy là mưa gió như thế này thì mất gần tiếng rưỡi nha anh em nhé. Thì mới đến những cái khu bẫy của mình. Còn trời nắng thì chỉ đi một tiếng thôi. Trời vẫn còn rất là âm u và xuống mưa lất phất nhé. Nó chưa tạnh hẳn. Nhưng mà mình ở nhà thấy sốt ruột. Cái bẫy hôm trước mà mình đặt ở cạnh con sóc kia, cái bẫy đấy mình lại đặt ngay ở cạnh cái khe nước. Nếu mà vào thì cũng bị chết rồi. Bởi vì là hôm qua có trận mưa thì cái khe đấy, đấy sạt lở nhá. Cái khe đấy nước chảy rất là nhiều thì cũng ngập rồi. Ngập con thú dính bẫy hoặc là nó đã bị trôi chảy cái bẫy đi. Vì vậy là khả năng là không dính rất là cao, bởi vì là nó chưa kịp về thì đã bị trôi cái bẫy đi. Đường đi rất là trơn, rất là khó anh em ạ. Nó cứ lệch bên này lệch bên kia. Và có những cái cành cây nó bị gãy rơi xuống đường rất là nhiều. Toàn đi số 1 thôi nhá anh em nhé. Không có thể đi số 2, số 3 được. Cái đường này thì cũng đường to rồi, bởi vì là có người vào đây khai thác gỗ, họ đã múc đường và làm đường nó cũng đủ ô tô đi lại. Nhưng mà thì cũng sau một những cái trận mưa thì nó cũng hỏng hóc, đi lại cũng rất là khó khăn. Con đường này là đi đến một làng người dân tộc Dao ở trên đấy.
rất là trơn nha anh em nha. Còn rất là xa anh em ạ. Đây mới chỉ được một nửa ít thôi. Và mình cũng chỉ quay một đoạn như vậy thôi nhé. Và mình đến nơi rồi, mình đến gần khu bấy rồi mình mới lại quay tiếp. Mình chỉ quay một đoạn cho anh em xem là cái quãng hành trình mình đi thôi nhé. Mình càng lên cao thì càng có mây mù che phủ nhá. Không nhìn thấy gì đâu. Chỉ một quãng ngắn thôi. Trời âm u và còn có mưa lất phất. Thời tiết lên đây càng cao thì càng lạnh thôi anh em ạ. Mình sẽ tranh thủ lên để thăm những cái bẫy của mình thật nhanh và đi về thôi. Trời lại xuống càng ngày càng nặng hạt. Trời càng lất phất mưa. Thì mình sẽ nhanh chóng đi thăm cái bẫy của mình. Và mình đã gần đến nơi nha anh em nhé. Và mình sẽ xuống bên dưới này để thăm cái khu bẫy mà ở gốc cây móc kia trước. Rồi mình sẽ thăm dần dần trở lên. Và bây giờ phải xuống cái dốc. Rất là dốc anh em ạ. Đây. Rất là dốc luôn nhá. Thì mình không thể quay được. Bởi vì vừa xuống lại vừa tay lại phải vừa giữ những cái dây dừng xuống mới được, thì mình sẽ phải tạm dừng xuống đến gần cái khu bẫy thì mình mới quay được. Anh em thông cảm nhé. Và mình đã xuống đến cái khe. Trời vừa mưa xong, nước chảy lênh láng. Và mình sẽ lên thăm cái bẫy mà hôm trước dính em gà lôi. Cái bẫy đã bị bật nhưng mà không có kết quả anh em ạ. Không biết lý do tại sao nữa. Đây. Chắc là mưa gió làm bẫy của mình bật. Mình sẽ tạm dừng để mình gài lại nhé. Và mình chuẩn bị đến cái bẫy thứ hai nha anh em nhé. Gốc cây móc nhé. Có rất là nhiều muối và rất là trơn. Đây. Cái bẫy đã không có kết quả rồi. Đã hở cái mặt bẫy, nhưng mà cái thời tiết này phủ bẫy thì cũng rất là phức tạp đây anh em ạ. Phủ qua đâu. Ai chà, cái bẫy của mình đã dính một em cầy bạc má anh em ạ, nhưng mà mưa quá thì nó đã bị chết rồi. Ồ, con này bị chết rồi anh em ạ. Tối qua mưa cả tối mà. Tiếc quá anh em ạ.
Bị chết rồi. Rất là tiếc luôn. Và một cái bẫy ngay bên trên kia. Cái bẫy ngay bên trên này nhá. Không dính anh em ạ. Và mình sẽ tạm dừng để mình gài. Xong và mình đi thăm cái bẫy ở bên trên kia nữa. Và mình đã gài cái bẫy xong và ngụy trang xong. Và giờ mình sẽ xuống bên dưới và lên thăm cái bẫy hôm qua mình đặt ở cái cạnh con sóc kia nhé. Và mình đi thăm cái tiếp theo nhé. Mình đã gài cái bẫy kia xong. Và đây là cái cây móc non. Đây có một cái bẫy nhé. Nhưng mà móm rồi. Và đây một cái nữa nhưng mà nó bị hở cái bàn bẫy. Quá trình mưa gió làm những cái bàn bẫy của mình bị hở hết rồi. Và mình chỉ phủ tạm cái lá cây qua đã. Đợi 1-2 hôm thời tiết nó khô thì mình mới phủ đất. Mình cũng thấy rất nhiều anh em phủ bằng những cái lá khô thì cũng vẫn hay vào vào thú. Thì mình cũng phủ như thế này để mấy ngày nữa thì thời tiết khô thì mình phủ đất. Mưa rất là nhiều đâm ra là nước nôi. Rất là ồn ào. Và giờ mình sẽ đi thẳng lên cái bẫy mà hôm trước mình đặt kia nhé. Rất là nóng lòng rồi. Con đường mình đi đã bị trơ trọi hết rồi. Mọi khi mình lên đây nhưng mà giờ nước sói đi hết rồi. Đường lên. Trước mặt mình là cái bẫy đã sập rồi anh em ạ. Cái bẫy đã dính con ếch rừng. Một em ếch rừng nhá. Ếch nó kêu tặc 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 kia. Không phải là kêu ộp ộp nhá. Loài này là loài ở rừng thôi. À nó vẫn còn sống. Nó vẫn còn sống anh em ạ. Em này rất là to. Và mình sẽ thả cho em nó đi thôi. Mình đã phủ xong nhá. Và mình tiếp tục di chuyển lên cái bẫy mà em diều hâu. Cái khe nước rất là đẹp. Nước chảy nhiều như thế này mình nghi ngờ là cái bẫy của mình đã bị trôi đi rồi anh em ạ. Bởi vì là mình đặt ngay cạnh cái khe nước. Chỉ vài bước nữa là đến cái bẫy kia rồi. Không biết. Ô. Dính thật anh em ạ. Dính thật con diều hâu. Nhưng mà nó đã bị chết. Rất là đáng tiếc. Kia. Quả là một điều không may mắn. Đây, con sóc của mình. Nó vẫn nằm nguyên. Và em diều hâu
kết quả. Hôm qua trời mưa rất là to, mình không đi được. Cảm thấy trong lòng rất là sốt ruột rồi, nhưng mà thật là đáng tiếc anh em ạ. Đấy, cái bẫy của mình nó đã phát huy tác dụng. Kết quả thật là đáng buồn. Anh em thấy chưa? Kinh nghiệm đi rừng của mình là như thế này nhé. Một điều thật là tuyệt vời. Mình nghĩ là buổi chiều hôm đấy là nó đã xuống và vào luôn rồi. Và mình sẽ lên sửa cái bẫy bên kia. Mưa trơ trọi hết rồi. Tiếc quá anh em ạ. Nói nghe hôm qua mình về là được được sống rồi. Nhưng mà mưa cả một ngày trời và nước lũ dâng cao thì mình không có thể vượt suối được. Quả là một điều không may mắn đến với mình. Cho dù đã bắt được em nó, nhưng mà một điều đáng tiếc xảy ra thì nó đã bị chết rồi. Thôi, vậy là mình sẽ kết thúc video tại đây. Và mình sẽ gỡ và mình sẽ đi về thôi. Xin chào anh em, hẹn gặp anh em trong những cái video tiếp theo. Anh em xem thấy hay thì nhớ đăng ký ủng hộ mình, có thêm động lực đi rừng hơn. Chào anh em.